ông Vương Đình Huệ rời ghế Chủ tịch Quốc hội. Ông Vương Đình Huệ bị Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp bất thường chiều ngày 2 tháng 5. Quốc hội cũng phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Huệ, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Trước đó, đại biểu nghe trình bày tờ trình và phát biểu của ông Vương Đình Huệ, sau đó thảo luận, bỏ phiếu kín trước khi thông qua nghị quyết miễn nhiệm. 6 ngày trước, Trung ương họp bất thường đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15, theo nguyện vọng cá nhân. Là lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, ông Huệ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông đã vi phạm 3 quy định của Đảng gồm những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm người đứng đầu. Điều này đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân. Ông Huệ đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ và nghỉ công tác. Ông Vương Đình Huệ 67 tuổi, là giáo sư, tiến sĩ kinh tế. Quê ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa 12, 13, Ủy viên Trung ương Đảng 4 khóa 10, 13, đại biểu Quốc hội 3 khóa 13, 15. Trước khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội vào tháng 3 năm 2021, ông từng giữ các chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Tài chính, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Quốc hội khóa 15 đã có 7 kỳ họp bất thường, trong đó 5 kỳ được tổ chức để xem xét, quyết định nhân sự cấp cao. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.